mại dâm từng là một nghề chính thức, hoạt động sôi nổi dưới sự đồng ý của chính phủ cũ trong lãnh thổ Việt Nam. Cái tên xóm Bình Khang hay còn gọi là ổ mại dâm thời Pháp Mỹ từng nổi cộm và nhức nhối trong xã hội. Sau khi thiết lập chế độ thuộc địa, chính quyền Pháp cho công khai mua bán á phiện và cho phép hành nghề mại dâm hợp pháp. Riêng Sài Gòn Chợ Lớn có đến hàng trăm tiệm hút kết hợp nhà chứa để dễ kiểm soát và thu thuế. Xóm Bình Khang lúc bấy giờ chả còn phải là một tên gọi mà đã trở thành biểu tượng ổ chứa của những cô nàng mua son bán phấn. Vấn nạn lớn nhất vẫn là vấn nạn về sức khỏe. Thời điểm đó khi hành nghề, những người phụ nữ ở đây vẫn chưa bắt buộc phải có chứng nhận về sức khỏe. Bình Khang nằm ở bến xe ngã 7 Peters ký lúc bấy giờ, gần hãng giày Bata. Với địa điểm là mặt tiền các cửa hàng, xe đỏ qua lại tứ xứ ở Sài Gòn, đây là một địa điểm vô cùng thuận lợi để phát triển ngành này. Chủ yếu sống ở đây là các người nghèo, lao động tay chân ở bến xe, nhà xưởng, chợ trời. Những năm trước 1954, một số người dân Sài Gòn gọi nơi đây là xóm Bình Khang. Bình Khang là điển tích chỉ chung chỗ ở của các cô kỹ nữ, xuất phát từ một phường Bình Khang ở kinh thành Trường An đời đường Trung Quốc. Sau này, Bình Khang được gọi theo cách nói thông thường là nơi mại dâm hợp pháp để chính quyền kiểm soát và thu thuế. Các cô gái bán hoa bắt buộc phải khám sức khỏe định kỳ để được cấp giấy phép hành nghề. Từ cuối thế kỷ 19, ở Sài Gòn không chỉ có gái mại dâm bản xứ, còn có gái mại dâm quốc tịch nước ngoài đổ về hành nghề kiếm sống. Bắt đầu từ Bình Khang, những nhà chứa không phép mọc lên khắp Sài Gòn Chợ Lớn, gái hành nghề theo đó gia tăng. Từ một nghề nghiệp hợp pháp, mại dâm trở thành một trào lưu nhức nhối muốn kiểm soát cũng không được. Phụ nữ đứng đường bị bắt đem về nhốt vài ngày rồi lại thả ra sau khi đóng tiền phạt vả. Thời Pháp thuộc, họ chẳng hề mảy may đặt sức khỏe của những cô gái bán dâm hay người mua dâm vào mục cần quan tâm. Lỡ mang bệnh thì cứ đến nhà thương. Theo một số liệu công bố, tại Sài Gòn tình trạng mắc bệnh hoa liễu trong gái hành nghề rất cao. Năm 1933 ở Sài Gòn, một bệnh viện chuyên trị các bệnh hoa liễu đã phải chữa cho hơn 20.000 người. Vào năm 1914, khi mà 74% binh lính Pháp ở miền Bắc mắc phải bệnh hoa liễu, Giám đốc Phòng Vệ sinh của thành phố Hà Nội cũng xác nhận cứ 4.000 trẻ con mới đẻ mà chết thì trung bình có chừng 1.000 đứa trẻ mất vì bố mẹ có nọc bệnh giang mai. Từ thập niên 1920 đến 1940, dân chúng khắp mọi miền Bắc Trung Nam di cư về Sài Gòn sinh sống, kéo theo tệ nạn xã hội lan tràn khắp nơi bên cạnh các sòng bài đại thế giới, kim trung, nhà hút, nhà chứa mọc lên nhan nhản. Lúc bấy giờ, Bảo Đại phong cho Bảy Viễn chức đô trưởng cảnh sát Sài Gòn. Theo quyết định của Bảy Viễn, tất cả địa điểm kinh doanh dịch vụ mại dâm ở thành phố đều phải vào mướn nhà trong xóm Bình Khang. Người bán dâm vào đó hành nghề dưới sự kiểm soát của nhân viên y tế nhà nước. Nếu hoạt động mại dâm vượt ra ngoài khu vực Bình Khang thì bị coi là phạm pháp, chủ nhà bị bắt, đưa ra tòa. Do cái lệnh đó, xóm Bình Khang được mở rộng chưa từng thấy. Ngoài khu Bình Khang, Bảy Viễn ra lệnh các hoạt động môi giới mại dâm và các tụ điểm khác đều phải có giấy phép. Mà khoan hãy nghĩ, việc cấp phép như vậy là vì cộng đồng. Vì bản chất khi để cho xóm mại dâm hoạt động thì đã là coi thường sức khỏe và con người. Mục đích chính của việc cấp giấy phép là để tăng thu thuế chứ không có mục đích nhân văn nào ở đây cả. Sau này, Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền thì Bảy Viễn và các thế lực của mình bị chia năm xẻ bảy, người bị thanh trừng, người bỏ chạy sang Pháp. Không kể đến các ổ mại dâm thu bạc triệu thì các sòng bài dưới tay Bảy Viễn cũng bị quét sạch đổi chủ. Với phong trào nữ quyền của bà Trần Lệ Xuân, em dâu Ngô Đình Diệm, xóm Bình Khang của tướng Bảy Viễn bị quân đội ông Diệm thẳng tay đến mức ai cũng tưởng rằng các động mại dâm ở đây đã xóa sổ. Quét sạch ngoài mặt là vậy, nhưng những xóm nhà chứa này đã ăn sâu bám rễ, không thể nói xóa là xóa ngay. Mãi đến năm 1959, sau sắc lệnh chấn chỉnh tệ nạn xã hội, chính quyền đóng cửa xóm Bình Khang và truy quét các hang ổ mại dâm trong đô thành và vùng phụ cận gia định như cây da xà, khu xóm Cô Giang. Yên bình một thời gian, sau khi chính quyền ông Diệm bị lật đổ, các khu vực mại dâm kể trên trở lại hoạt động còn mạnh hơn khi xưa. Nhưng số lượng tăng cũng đi cùng sự phức tạp hơn, bắt đầu xuất hiện những người chăn dắt của các băng đảng, ma cô tú bà. Người ta lại thấy công xưởng tình dục hoạt động nhộn nhịp với đủ loại dịch vụ kéo theo như giặt ủi, bán cơm, bán nước, giữ xe, cảnh giới, bán thuốc chữa bệnh kín. Nhà băng, tín dụng đen cũng ngồi ngay trong hẻm, không cần giấy tờ gì cả. Những năm 1965 đến 1969, có khoảng 32 nhà chứa tồn tại ở Sài Gòn, xóm Bình Khang náo nhiệt trở lại thời huy hoàng còn hơn lúc cũ. Theo thống kê của Bộ Xã hội, những năm 1950, gái mại dâm chưa đến 5.000 người,
năm 1968 là 10.000 người và đến 1974 tăng gấp nhiều lần. Cái tên xóm Bình Khang dần rơi vào quên lãng, nhưng những điểm mua vui khoái lạc khắp thành phố vẫn còn đó. Công khai hoạt động bên cạnh hàng trăm cơ sở dịch vụ nhạy cảm mọc quanh các cư xá nơi quân lính Mỹ trú ngụ. Sau năm 1975, xóm Bình Khang ngày xưa được gọi thành xóm Cây Điệp Ngã Bảy, một khu mại dâm lén lút nổi tiếng nhất thành phố, mỗi ngày có hàng trăm khách đến mua vui. Nếu muốn nghe nhiều hơn về các câu chuyện cũ của Việt Nam, hãy đăng ký kênh và like share để cập nhật những video mới nhất nhé!